tập luyện kìa. Cô dẫn em rồi đi. Bị gì nó thử thách đi. Cũng có bộ tiến bộ cũng không được nhiều ha. Hả? Để hách 10 cái đó. Hả? 10 cái. Hơn chứ. Thử đi, nãy giờ tao thấy có 3 4 cái hết trơn rồi. Tại vì người ta phải qua chén nữa nè không? Ồ, được. Thấy được. Không? Đúng phải qua chén nữa. Qua chén nữa đó, trời ơi, ghê, thử thách dữ vậy. Không, 10 cái không cần qua chén đi. Hả? Chén nhỏ. Để xem. 10 cái đúng không? À. Thử nào. Mà tỉnh, mà tỉnh. Thử thách nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, chưa. Chưa đâu bạn. 1, 2. Mệt lắm chứ bộ. Tóm lại là chưa được ha. 3, 4, 5. Còn gà lắm. Hả? 9, 10, 11, 12, 13. 20 được không nè? 16, 17, 18, 19. 19 mươi hôm qua rồi. Bây giờ thử thách 20 nè. Qua chén bự rồi. Rồi, thất bại. Fail. Tên ta tên, muốn học bài chèn nhạc vô tên ta tên. Được, 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 giỏi, giỏi. Hả, trời ơi. Tại người ta được tập luyện từ nhỏ thôi. Tăng sự tập trung đó Bi. Rồi.